1900 hoặc truy cập website www.anvien.vn để được cung cấp dịch vụ. Trong những năm gần đây, việc phát triển võ thuật cổ truyền đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, võ sư Hoàng Thanh Phong với quyết tâm của mình đã tìm ra một con đường mới để đưa võ thuật cổ truyền đến với đông đảo người dân hơn. Trong làng võ cổ truyền Việt Nam hiện nay, các môn phái võ dân tộc đã có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút được người tập. Trong đó, không ít người biết đến võ đường Thanh Phong, một trong những võ đường được mở khá sớm tại đất Hà Thành. Nằm trong một con ngõ nhỏ tại phố Gầm Cầu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, ít ai nghĩ rằng căn nhà nhỏ này lại là cái nôi đam mê của hàng ngàn võ sinh đang luyện tập hàng ngày tại rất nhiều võ đường, điểm tập trong hệ thống võ đường Thanh Phong. Trong căn nhà nhỏ của mình, võ sư Hoàng Thanh Phong, người đã thành lập nên võ đường, đã kể cho chúng tôi nghe lý do ông đến với võ thuật. Tôi là đến với võ thuật là niềm đam mê từ nhỏ, từ năm tôi 12 tuổi. Và tôi học làm sao để thứ nhất là rèn luyện sức khỏe và rèn luyện ý chí, bản lĩnh, từ đó nó truyền bá những kinh nghiệm mà các thầy để lại. Võ đường Thanh Phong, đứa con mà ông đã ấp ủ và cho ra đời cách đây 27 năm, ngày 13 tháng 6 năm 1985, nay có thể nói đã lớn khôn. Nhưng cách mà vị võ sư này lựa chọn hướng đi cho võ đường của mình lại có sự khác biệt rất nhiều so với các võ đường khác. Anh là một võ sư, tức là đã được huấn luyện nâng cao rồi, nhưng mà bây giờ đã trở lại là phát triển cái phong trào mà tôi thấy phát triển phong trào ở các lứa tuổi rất khó. Chúng tôi hiện giờ đang duy trì khoảng gần như 60 điểm dạy, trong đó có 40 trường mầm non, tức là những thế hệ trẻ, các cháu tập luyện võ cổ truyền dân tộc. Đấy là cái mà định hướng để tôi sau này phát triển nó trở thành một cái nghề làm sao là vinh quang, truyền bá tinh hoa của các cụ để lại, cũng như là truyền bá sức khỏe cộng đồng. Nếu như các võ đường lớn có tiếng hiện nay đều còn khá khép kín đối với các môn sinh, thì võ đường Thanh Phong lại lựa chọn việc giảng dạy rộng rãi cho mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề để quảng bá và làm phát triển nền võ thuật cổ truyền dân tộc Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua, hàng ngàn lứa võ sinh từ mầm non, tiểu học cho tới các trường đại học, các học viện và ngay cả những lực lượng vũ trang đã được tiếp cận với nền võ học truyền thống, rèn đức luyện tài. Trong những hội diễn võ thuật, cái tên võ đường Thanh Phong cũng đã tạo dựng được rất nhiều tiếng tăm và được sự tin tưởng của nhiều ban ngành, đoàn thể mời đến để biểu diễn những tinh hoa võ thuật của dân tộc Việt Nam. Và chúng ta có thể nhận thấy điều đó từ lời nhận xét của một người bạn phương xa sau khi đã được chứng kiến những màn biểu diễn tài tình của các thành viên võ đường Thanh Phong. Yeah, I mean, when I was in England, I did a little bit of martial arts, but yeah, it's nice. Tai Chi seems like it's really relaxed, but it's good. It's impressive. I like it actually, because I was in the Buddhist temple as well, and I watched some guys doing Tai Chi, some Korean guys, and he was teaching some children. And it was really impressive to watch. So yeah. Với hướng đi mới mẻ trong giới võ cổ truyền, cùng với những chuyên nghiệm sâu sắc về cuộc sống, võ sư Hoàng Thanh Phong cùng với võ đường của mình sẽ còn tiếp tục tạo nên những dấu ấn trong làng võ Việt để tiếp tục với mục tiêu phổ biến võ cổ truyền đến toàn dân Việt Nam, đưa võ Việt lên một tầm cao mới. Tại trận đấu sớm thuộc vòng